Ok, xin chào tất cả anh em và các bác nhé. Thì hôm nay là ngày 26 tháng 8 anh em nhé. Thì hôm nay em Hưng lại tiếp tục lên cho anh em một clip anh em nhé. Thì ở đầu video cho em gửi lời chào, lời chúc đến anh em nhà mình. Chúc anh em có sức khỏe dồi dào để cháy hết mình với đam mê bộ môn chim chào mào anh em nhé. Thì hôm nay em Hưng có thanh lý cho anh em một chú chim giàn anh em nhé. Chú chim giàn này thì lết chơi cực kỳ tàn sát luôn anh em nhé. Nhưng mà mỗi tội là chú chim này nó luôn là chú chim bị lỗi ngoái. Đấy anh em nhé. Thì có sao thì nói vậy luôn. Đó thì để anh em cân đối mua bán anh em nhé. Đó thì đây anh em xem đây. Đấy em giới thiệu đến anh em chú chim đây. Đấy lỗi ngoái đây là tùy mỗi người có một cách chữa khác nhau anh em nhé. Đấy em chữa thì em chữa là đóng que. Đấy đóng cọc. Đấy nhiều anh em thì phải chụp bu, chai nhựa. Nói chung là em đang chữa anh em ạ. Đấy nhưng mà nói chung là con chim lối ngoại rồi thì em thanh lý luôn, bởi vì mùa lông mà anh em ạ, em cũng không ôm thì em thanh lý cho anh em chú chim mã số là C180, phí là 2.8 anh em nhé. Thì anh em nào ok thì điện cho Hưng ngay qua số điện thoại truyền hình thì em Hưng sẽ tư vấn cho anh em và trao đổi với anh em sao cho anh em mua bán sao nhanh gọn nhất có thể anh em nhé. Thì chú chim này được 3 vụ rồi anh em nhé, gốc Lạng Sơn. Đấy lết chơi cực kỳ đáng sát luôn anh em ạ. Đấy, anh em xem đây ché xòe đúng là nhiều khi đối thủ còn phải đé sợ luôn anh em ạ. Đấy lết chơi này thì vạn người mê luôn rồi anh em ạ, nhưng mà nói chung là tiếp cho một tài năng em nó bị lỗi ngoái. Nói chung là anh em nào mà chữa được thì anh em liên hệ em Hưng, anh em đưa về đội anh em chữa cho nó anh em nhá. Đấy thì nói chung là chú chim này dàn đánh thì anh em hồi xí rồi, đánh thì mãn nhãn rồi anh em nhá. Thì anh em mà cần tuyển những con hàng chim thi hoặc chim ngà phê hoặc chim bổi VIP bẫy đấu thì liên hệ cho Hưng, em Hưng sẽ tuyển cho anh em. Và anh em nào làm hàng làm quán, anh em cần chim ma trắng số lượng lớn thì liên hệ cho Hưng nhé. Em Hưng sẽ để cho anh em cái mức giá rất là ưu đãi, rất là ok anh em nhé. Mức phí cực kỳ ok luôn anh em ạ. Đó. Thì anh em bổ kết bé chim giàn này anh em đưa về, nói chung là em khắc phục nhiều anh em thấy rất nhiều anh em chữa rất giỏi anh em nhá. Đấy nhiều anh em chữa, nhiều anh em cho lồng sinh hay gì đấy anh em chữa rất là giỏi luôn. Đó thì nói chung là tùy anh em ạ. Thì đây em giới thiệu anh em hôm nay là hai chú chim ma trắng đó anh em nhá. Đấy hai chú trắng chim ma trắng này cực kỳ là đẹp anh em nhá. Đấy gốc màu thì cực kỳ là dày luôn. Đó thì bộ là bộ cực kỳ dai đòn luôn. Đấy thì anh em nào kết hai bé ma trắng này thì liên hệ trực tiếp cho em Hưng. Đấy mã của em hai ma trắng này là mã C181 anh em nhé. Phí là 700k hai bé ma trắng này anh em nhé. Đấy thì anh em bỏ ra 700k là anh em đã sở hữu ngay hai em ma trắng này rồi. Và anh em gột rũa, nếu mà nói thật sự mà để gột con ma trắng lên chơi, nếu ở nói ma trắng đánh, em cứ dám khẳng định với anh em là con ma trắng nếu ở đấu giàn đánh tan sát, đánh tốc độ hơn con chim rừng già. Đấy em nói thật luôn nha, như vậy luôn. Còn con chim ngoài già rừng thì nó sẽ nhiều kinh nghiệm hơn đúng không anh em, cái gì cái. Nhưng mà nếu nói riêng hàng ma trắng đánh cực kỳ siêu tốc độ luôn. Đấy thì anh em nào mà bổ kết hai em ma trắng này thì liên hệ trực tiếp cho Hưng nhá, em Hưng sẽ chia sẻ lại cho anh em. Mức phí là 700k hai bé. Đấy anh em cứ điện số điện thoại của em Hưng. Đấy số điện thoại của em Hưng có cả Zalo, anh kết bạn Zalo với em Hưng nhá. Thì em cũng rất cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian ra xem hết video của em Hưng. Và cảm ơn anh em đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ em Hưng trong suốt thời gian qua. Và kính mong là anh em xem video là vui vẻ và nhớ là ủng hộ em Hưng bằng một nút đăng ký kênh và nhấn chuông vào bên cạnh.